với thiết kế nhỏ gọn và đặc biệt sẽ được tặng kèm cả một cái túi đựng cần câu như thế này. Khi anh em mua combo sản phẩm này nhé, thì combo sản phẩm này có tên là Leo Sport. Đây là một cái combo sản phẩm cần câu rút gọn và đặc biệt các bạn sẽ được tặng kèm một cái túi như thế này. Bên ngoài sẽ có thêm một cái ngăn để cho anh em có thể chứa đồ đi câu và bên trong thì có thể đựng được tất cả các phụ kiện đi câu anh em nhé. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem. Thì bên trong combo bộ sản phẩm này sẽ có đầy đủ những thứ để anh em cần thiết cho một buổi đi câu, chẳng hạn như là dây. Đây là combo cả hộp mồi và trùn dạ các bạn nhé, mồi dạ nữa này, mồi mềm nữa này và một cái cần. Bên cạnh đó sẽ được kèm cả một cái máy Leo 3000 các bạn nhé, đầy đủ phụ kiện như hình để cho anh em có thể đi câu. Đấy, một combo sản phẩm như thế này với giá cực kỳ ưu đãi và cực kỳ phù hợp với những anh em nào để vận chuyển cũng như là đi câu ở xa. Lúc không sử dụng nữa anh em có thể bỏ vào và kéo lại như thế này và mang bác vận chuyển cho nó dễ dàng. Đấy, ở đây thì còn có thêm một cái này nữa để cho phù hợp cũng như là tùy vào mọi cái địa hình cũng như là mọi cái nhu cầu của anh em. Đấy, thế này là anh em có thể mang vác sách đi hoặc là sách về một cách nhỏ gọn nhẹ nhàng mà không ai biết cả anh em nhé. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết review từng món ở bên trong để cho bạn xem thử chất lượng cũng như là bên trong sẽ có những cái gì để chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ review chi tiết về cái bộ sản phẩm này. Trên tay của mình đang là một cái bộ cần câu rút gọn 37cm và chiều dài tối đa của nó lên tới 2m1 và đặc biệt nó còn đánh 2 size. Và cái khoen của nó được thiết kế rất là chắc chắn, có khoen màu vàng. Và đi kèm với nó là một bộ máy LE3000 có cối kim loại, núm xoay chắc chắn và có thể gập lại để anh em có thể cất vào túi dễ dàng. Và đây là tổng quan về bộ máy LE3000 có màu sắc rất là tương đồng với bộ cần. Bên cạnh đó, trong bộ sản phẩm vẫn được tặng kèm cho anh em một hộp nhái dạ, bao gồm cả mồi dạ và mồi mềm. Và đây là một cuộn dù 100m 4.0 của hãng Leo. Tổng quan về bộ cần carbon có tải tịnh lên tới 4kg và tải cá từ 4 tới 9kg anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lắp máy vào cần câu. Với thiết kế này, rất là giống những cái dòng phổ thông khá ở trên thị trường, giúp cho anh em dễ dàng lắp ráp vào khi đi câu anh em nhé. Và có thể dễ dàng tháo rời để anh em có thể cất vào túi. Dính rồi, to rồi. Cái gì hả? Rồi, dính. Đấy, ui, được con cá này cũng to các bạn ạ, hồi chiều giờ này. Rồi, bây giờ mình sẽ lại show cho các bạn xem về hồi chiều giờ mình câu ở trên cái bộ cần này các bạn nhá. Đây, bộ cần rút gọn các bạn nhá. Có thể rút gọn được này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, combo cả cần cả máy này. Bây giờ mình sẽ lại báo cá cho các bạn xem, đi. Đây. Trời, tuyệt vời không các bạn? Đấy, được chừng này cá các bạn nhá. Nói chung là bộ cần này cũng rất ok. Bạn nào quan tâm có thể qua bên tay trái màn hình bấm vào chỗ hàng để đặt mua. Rồi, bây giờ anh em và mình sẽ rút luôn các bạn nhá. Rồi, ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ test tải tịnh ở trên cái con cần rút gọn này cho các bạn xem. Thì tải tịnh như thông số của nhà sản xuất đem ra, đấy là tải lên tới 4kg các bạn nhá. Và tải cá từ 5 đến 9kg tùy vào tay cầm cũng như tay lái của anh em đó. Đây, bây giờ mình sẽ tải cho anh em xem. Đấy, vừa rồi là mình đã test cho các bạn xem về cái tải tịnh của cái con cần này các bạn nhá. Điều mình thích nhất ở trên cái con cần này đó là ngoài cái cần rút gọn ra thì nó còn có thể thêm một size ở đây nữa các bạn này. Các bạn thấy không? Ở đây thì các bạn có thể kéo vào hoặc rút ra để các bạn tăng thêm khoảng 10 phân để cho
tùy vào phù hợp với mọi địa hình các bạn nhé. Tùy vào địa hình cũng như là anh em thích thì anh em có thể kéo vào hoặc rút ra. Đấy, một con máy LE3000 phun kim loại với một bộ cần câu đầy đủ phụ kiện như thế này, rất là đáng đồng tiền bát gạo cũng như rất là đáng để anh em mua các bạn nhé. Với tài tình như hồi nãy mình đã test cho các bạn xem đấy, các bạn nhớ bấm vào để mua các bạn nhé.